Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai thực hiện dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ. Theo đề án, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ được xây dựng tại Cù Lao Phú Lợi, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Dự án có tổng chiều dài mặt sông khoảng 7,2 km, trong đó 6,8 km là bến tàu mẹ, bến chính và khoảng 1,9 km bến xà lan. Cảng được thiết kế cho phép tiếp nhận tàu mẹ có kích thước lên đến 250.000 tấn, tương đương sức chở 24.000 TEU. Tổng diện tích bến cảng khoảng 571 ha và diện tích mặt nước khoảng 477,63 ha với công suất khoảng 16,9 triệu TEU. Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng hơn 5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 128.000 tỷ đồng và phân kỳ làm 7 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 đưa vào khai thác năm 2027 và hoàn thành đầu tư vào năm 2045. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cấp thêm 12 mã số vùng trồng vải thiều Bắc Giang xuất khẩu sang thị trường Australia và Thái Lan. Theo đó, 9 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Australia với tổng diện tích hơn 117,5 ha cho nhóm hộ tại các xã Phì Điền, Kiên Lao, Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Đồng Hưu, Đồng Vương, Canh Nậu, huyện Yên Thế và Phúc Hòa, huyện Tân Yên. Đây là những nhóm hộ đầu tiên được cấp mã số xuất khẩu vải thiều sang thị trường Australia. 3 mã xuất khẩu sang thị trường Thái Lan có tổng diện tích 42 ha được cấp cho tổ sản xuất vải thiều tại các thôn Thị, Giữa và Tân Long, xã Tân Trung, huyện Tân Yên. Như vậy, sau khi 12 mã số vùng trồng được cấp mới nói trên, hiện toàn tỉnh có 19 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Thái Lan và 9 mã xuất khẩu sang thị trường Australia. Cùng với những mã số này, trên địa bàn tỉnh hiện có 110 mã số xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc với diện tích hơn 16.000 ha, 37 mã xuất khẩu sang Nhật Bản hơn 297,4 hectare và 15 mã xuất khẩu sang Mỹ hơn 184,2 hectare.